Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập toán nâng cao lớp 5 tuần 7. Ai cũng có ước mơ để trở thành học sinh giỏi. Nhưng để trở thành học sinh giỏi thì cần phải có một quá trình lâu dài. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua, đó cũng là một điều tuyệt vời rồi. Do vậy các bạn hãy cố gắng học tập từng ngày, cố gắng từng ngày để tiến bộ lên. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập về cách đọc số tập phân và chuyển phân số tập phân thành số tập phân và ngược lại, đồng thời giải quyết các bài toán liên quan đến tính toán và viết kết quả dưới dạng số tập phân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm từng bài tập. Bài 1. Nối mỗi ô ở cột bên trái với cột bên phải để được câu trả lời đúng. Ở bài này người ta chia thành hai cột. Cột ở bên trái là cách đọc số tập phân, cột bên phải là cách viết số tập phân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem cách đọc số tập phân nào phù hợp với ứng với lại cách viết số tập phân ở phía bên phải. Chúng ta sẽ nối lại với nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài. 0,002. Và đây chính là kết quả 0,002. Chúng ta sẽ nối lại với nhau. Một phẩy không trăm chín mươi bốn. Và ta thấy ô bên này như là trên cùng là 1,094. Và chúng ta sẽ nối vào. Mười một phẩy chín mươi bốn. Và bây giờ quan sát bên đây thấy 11,94. Vậy chúng ta sẽ nối lại. 5,85. Đây ta quan sát xong bên kia thấy còn lại ô cuối cùng là 5,85. Chúng ta sẽ nối lại. Như vậy ta đã làm xong bài tập số 1, đó là nối kết quả cách đọc số với cách viết số tương ứng. Bài tập số 2, điền số thập phân hoặc hỗn số thích hợp. Bài này thì chúng ta sẽ dùng chuyển hỗn số thành số thập phân. Ở ý A, ta có hỗn số phần nguyên là 4, phần thập phân là 7/10. Khi chuyển thành số thập phân thì chúng ta sẽ viết phần nguyên là 4, sau đó ta viết dấu phẩy. 7/10 chính là hàng đầu tiên sau dấu phẩy, ta viết kết quả là 7. Vậy 4/10, hỗn số 4/7/10 được viết thành 4,7. 15/100, đây là một phân số nhỏ hơn 1, do vậy phần nguyên của nó có giá trị là 0 và phần thập phân của nó là 15/100. 1/10, 5%, như vậy là 15/100. Bài câu C thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Ở đây người ta cho số thập phân, vậy chúng ta sẽ viết dưới dạng hỗn số. Phần nguyên ở đây là 1, do vậy hỗn số chúng ta viết phần nguyên là 1. Phần phân số ta thấy đây là 0/10, 3%, có nghĩa là 3%. Chúng ta viết 3/100. Câu D, chúng ta có số tập phân là 0,027. Bây giờ chúng ta sẽ viết thành hỗn số. Ở phần D này chúng ta có số tập
phân là 0,027. Vì đây phần nguyên không có, cho nên chúng ta chỉ viết dưới dạng phân số 0/10, 2%, 7/1000, hay nói cách khác là 27/1000. Vậy chúng ta sẽ viết dưới dạng phân số là 27/1000. Vừa rồi chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 2 là điền số thập phân hoặc hỗn số thích hợp. Bài số 3, viết các phân số sau dưới dạng số thập phân rồi chuyển thành số thập. Bài 3, viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân theo mẫu. Ở bài này chúng ta sẽ làm như sau. Mẫu 6 dm đổi ra mét. Ta thấy 1 mét thì bằng 10 dm. 6 dm chính là 6/10 của mét. Đổi ra số thập phân bằng 0,6 mét. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm phần bài tập. 4 dm, 1 mét thì bằng 10 dm, 4 dm chính là 4/10 của mét. Đổi sang số thập phân là 0,4. Sáu mươi mốt mét đổi ra km. Chúng thấy 1 km thì bằng 1000 mét. Vậy 61 mét sẽ bằng 61/1000 của km. Sáu mươi mốt phần 1000 của km khi đổi ra số thập phân thì chúng ta sẽ, đây chính là một phân số bé hơn 1, cho nên phần nguyên của nó là 0/10, không có, và phần trăm là 6/1000 là 1. Như vậy ta có 61 phần sẽ phải 0,0/10, 6%, 1/1000. Như vậy ta được kết quả là 0,061. Bài tiếp theo, 8g đổi ra kg. 1 kg bằng 1000g, do đó 8g sẽ bằng 8/1000 kg. Tám phần 1000 kg đổi ra số thập phân sẽ bằng 0,0080 ở phần nguyên, 0/10, 0%, 8/1000. Như vậy ta đã làm xong bài tập này. Phần tiếp theo, 7m² đổi ra hecta. 1 hecta thì bằng 10.000 m², do đó 7m² sẽ bằng 7/10.000. 7/10.000 hecta. Và đổi ra số thập phân thì chúng ta sẽ bằng 0,0/10, 0%, 0/1000 và 7/10.000. Vậy ta được kết quả bằng 0,0007 hecta.
Vừa rồi là chúng ta đã làm xong bài tập số 3, viết các phân số dưới dạng thập phân rồi chuyển thành số thập phân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài tập số 4. Bài tập số 4 là viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân rồi viết thành số thập phân. Bài này ở đây cho phân số. Vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải chuyển phân số này thành phân số thập phân. Thế nào được gọi là phân số thập phân? Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10, 100, 1.000, 10.000, vân vân. Đó là những số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn, vân vân. Vậy thì chúng ta cần phải đổi nó ra thành những phân số thập phân. 3/4 để đổi thành phân số thập phân, chúng ta thấy 4 nhân với 25 bằng 100. Do đó chúng ta sẽ lấy 100 chia 4 được 25. Vậy ta phải gấp cả nhân cả tử và mẫu của phân số này với 25 để được phân số thập phân. 3 nhân với 25 sẽ bằng 75 phần 100. Và ý tiếp theo đó là người ta yêu cầu chúng ta viết thành số thập phân. Đây, chuyển thành số thập phân. Đây là một phân số bé hơn 1, do đó phần nguyên sẽ là 0, phần thập phân sẽ là 7/10, 5%, hay có cách khác là 75/100. Ta đổi 3/4 bằng 0,75. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi 12/5 để chuyển phân số này thành phân số thập phân. Chúng ta sẽ chuyển phân số này thành phân số có mẫu là 10. Vậy thì ta phải nhân cả tử và mẫu với 2. 12 x 2 sẽ bằng 24. 5 x 2 bằng 10. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ được phân số thập phân là 24/10. Và chúng ta chuyển thành số thập phân. Để chuyển thành số thập phân thì chúng ta thực hiện một phép chia 24 chia cho 10. 24 chia cho 10 thì sẽ được 2. Còn dư 4/10 ta viết vào ta viết 4 ở hàng phần 10. Như vậy ta được 12/5 ta viết được thành 2,4. Bài toán tiếp theo, phân số 19/25 đổi thành phân số thập phân. Ta thấy 100 chia hết cho 25, 100 chia 25 được 4. Vậy ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 4. 4 x 9 là 36, viết 6 nhớ 3, 4, 1 là 4, thêm 3 bằng 7. 25 x 4 bằng 100. Như vậy ta có phân số thập phân là 76/100. 76/100 viết dưới dạng số thập phân là 0,76. 7/10, 6%, hay nói khác là 76/100 ta viết được số thập phân là 0,76. Tiếp theo 13/8, để chuyển thành phân số thập phân cho thấy 1.000 chia cho 8. 1.000 chia 8 bằng 125. Vậy ta phải nhân cả tử và mẫu của phân số này với 125 để có phân số thập phân. Ta sẽ tính ra nhé. 13 nhân cho 125, ta là 15, biết 5 nhớ 1, 32 là 6, thêm 1 bằng 7, 3 là 3, 3, 15 là
5 1 trên 2 bằng 2, 1 trên 1 bằng 1, 5 5 7 cộng 5 bằng 12 chia 2 nhớ 1, 3 cộng 2 5 1 bằng 6. Như vậy ta có 1.625. 8.125 chính là 1.000. Vậy ta chuyển thành phân số tập phân có dạng là 1.625 phần 1.000. 1.625 chia cho 1.000 thì được 1 lần và dư 625. 625 ta biết dưới dạng số tập phân là 1 phần ở phần nguyên, 6 ở phần 10, 2 ở phần trăm và 5 ở phần nghìn. Như vậy qua bài tập này chúng ta đã chuyển được các phân số thành phân số tập phân rồi chuyển thành số tập phân. Bài toán số 5. Tính rồi viết kết quả dưới dạng số tập phân. Ở bài này các bạn hãy quan sát. Ở cái tính A này, 2 cộng 3 phần 10 cộng 4 phần 10. Nếu theo cách tính thông thường thì chúng ta phải quy đồng thành phân số tập phân, sau đó chuyển thành số tập phân. Nhưng cách làm đó là rườm rà. Riêng bài tập này chúng ta có thể tính nhầm được. 2 ở phần nguyên, chúng ta biết kết quả 2 ở phần nguyên. 3 ở phần 10, 3 phần 10 ta biết kết quả là 3 phần 10. 4 phần trăm ta biết kết quả là 4 phần trăm. Như vậy ta biết được số tập phân là 2,34. Câu B, 11 cộng 7 phần 10. 11 là số tự nhiên nên ta biết ở phần nguyên 11. 7 phần 10 ta biết ở chữ phần 10 sau dấu phẩy là 7. Vậy ta được kết quả là 11,7. Câu C, 23 cộng 5 phần nghìn. 23 ở đây là chúng ta hay là số tự nhiên, ta viết sang đây là 23 ở phần nguyên, sau đó viết dấu phẩy 5 phần nghìn. Như vậy ta viết 5 ở phần nghìn, 0 phần 10, 0 phần trăm, 5 phần nghìn. Như vậy ta được kết quả là 23,005. Câu D, 6 phần 10 cộng 2%. Ở đây không có phần nguyên, do đó kết và khi ta thực hiện tất cả số này đều nhỏ hơn 1. Do đó chúng ta sẽ biết kết quả là bằng 0 ở phần nguyên. Sau đó ta biết dấu phẩy 6 phần 10 ta biết 6 ở hàng phần 10. Và 2% ta biết ở số 2 ở hàng phần trăm, ta được kết quả là 0,62. Đây là cách tính nhầm. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi ôn tập toán nâng cao lớp 5 cuối tuần 7 về cách đọc số tập phân, cách chuyển số hỗn số thành số tập phân và ngược lại, và biết cách tính phân số để chuyển phân số đó thành số tập phân. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Nếu các em thấy video này hữu ích, hãy bấm like và chia sẻ với bạn bè. Xin chân thành cảm ơn các em.